cho nó ra cả ngoài kia cả đây nhé. Ừ. Chưa? Một, hai. Ừ. À, như anh em thấy thì đây mình đang ươm đây, hôm trước mình lấy về đây được có 5 ngày. Thì mình ươm tính ra được có 5 ngày mà cây nó bắt đầu đã lên chồi rồi. Cái này rất là dễ. Thì cây nó có rất nhiều thế khác nhau. Những cái thế này là tự nhiên nó trên vách đá, xong nó mưa nó chảy xuống thì nó mới tạo thành như này. Các cái cây nó đều có cái bộ rễ và cái củ nó đi kèm. Đấy, tức là nó trên vách đá mà. Đây có những cây thân 2, thân 3 đây. Đây cây này, cây này là cây thân, đây cây này cây thân 1 này. Còn đây là cây thân 2, cây thân 2 này hôm trước là mình lấy nguyên trên vách đá về nó sẽ như này. Đó, thì cái này mình có thể trồng vào vách tường cũng được. Đó, đây là cây thân 2. Thì để nó có những cái thế, những cái củ như thế này là do nó ở trên vách đá, xong rồi nó mưa nó chảy xuống. Mưa nó chảy xuống bắt đầu nó mới xói mòn hết tất cả những cái rễ của nó đi, xong bắt đầu nó mới tạo thành các cái vết rêu. Đấy, như các bạn thấy đây, như cây này thân 2. Nó có cái củ, đây toàn bộ cái bộ rễ thì nó rất là khó chết, rất là dễ sống. Là chúng ta có thể trồng ở bên dưới đất, còn bên trên cho cát. Đây, ví dụ như đây hiện tại giờ đây vườn này tôi đang ươm cho anh em xem đây. Thì hiện tại là bên dưới là đất, còn bên trên là cát toàn bộ. Mà tôi ươm mới được có 4-5 ngày mà lên mầm hết rồi. Đấy, như anh em thấy. Thì tí tôi sẽ ươm cái gốc này để cho nó lên mầm. Xong có gì thì đây anh em để ý cái củ của nó như này. Đấy. Đấy, như cái củ này thì nó rơi vào khoảng gần 1 cân. Khoảng tầm 8 lạng. 8 lạng. Tùy vào cái vị trí của mình đặt thì mình có thể chọn cái củ to và củ nhỏ. Ví dụ như là nếu mà chúng ta đặt ở phòng khách hoặc chúng ta đặt ở những cái chỗ mà cần phải không gian lớn thì chúng ta phải cần củ to, và thậm chí chúng ta phải dùng 3 thế. Thì tôi đang định tạo ba củ này tạo thành một thế 3 như thế này, gọi là thế 3 chân. Đó. Thì đây là cái này, củ này tôi định chọn là 3 thế. Cũng có chỗ ta chọn 2 thế. Đó. Như cái củ này thì tôi là lại chọn 2 thế thôi. Bởi vì là cái củ này là nó như kiểu là cái củ mẹ cõng cái củ con. Đấy, ta để trên mặt bàn để nhiều khi ta nhìn ta ngắm. Đấy, có rất nhiều loại thế khác nhau. Đấy. Đấy, ví dụ như bên này thì đây là một số củ tôi vừa đi đào về. Thì như anh em thấy là có một cái củ có thế 2 thân. Đó, củ thế 2 thân và củ thế 1 thân. Thì tôi có thể tách ra làm 2 củ được, hoặc tôi quay ghép vào thành 3 củ như này để thành thế 3 thân. Thì với những củ thế 3 thân như này ấy thì nó sẽ phát triển lá được nhiều hơn và nó sẽ tùm hơn. Đó, thì những cái chỗ nào có không gian rộng thì ta nên dùng cái củ 3 thân. Còn không gian hẹp thì ta dùng củ 1 thân. Đấy. Nếu mà trên mặt bàn thì có thể ta dùng cái củ nó còn nhỏ hơn. Ví dụ như có những cái củ nó rất là nhỏ. Đây anh em thấy đây. Đó. Củ này nó chỉ để được trên mặt bàn thôi. Đó. Ta có thể trồng trên cái bát cũng được, trên bất kể một cái gì được, rất là dễ trồng, cái loại này đặc biệt rất là dễ trồng. Mà như anh em để ý bên này, cái mầm của nó lên cũng rất là nhanh. Đây. Đấy, như anh em để ý đây. Tôi mới ươm có mấy ngày thôi nhưng mà cái lượng mầm của nó lên, cái tốc độ lên của nó rất là khủng khiếp. Cái sức sống của cái cây này rất là tuyệt vời. Vì nó ưu điểm nó bậu trên đá rồi, cho nên là cái gần như nó không cần đất, mà nó cần một lượng đất rất ít. Khi tôi ươm về đây một cái là như anh em thấy là nó bắt đầu nó phát chồi phát lộc, nó kinh khủng luôn. Kiểu nó bị cắt đi trụi rồi. Thế mà khi mà tôi giao hàng cho anh em thì là nó sẽ thân nó sẽ trụi như này. Tôi sẽ để lại những cái củ này, những cái trụ chính này và cái mầm này. Đó. Còn có thể nó chưa có mầm, bởi vì là có mầm vận chuyển nó sẽ hỏng. Về nhà anh em chỉ cần ươm bên dưới đất. Đây, như cái chỗ này tôi ươm là anh em để ý nhá. Bên dưới này là đất. Đây, đất đây. Đấy, đây này là cát. Đó. Rất là dễ thôi. Bây giờ tôi nhổ gốc nào lên cũng được. Đấy. Nó vẫn đang lên như bình thường. Anh em thấy chưa? Đấy. Còn đây là những cái củ mới mà tôi mới đi đào về. Thì những củ này thì nói chung là nó có cái bộ rễ rất là khủng khiếp, nên là nó tùy từng vị trí. Những củ tròn như này ta để ở các cái bồn tròn ấy, để có thể để ở các vị trí khác nhau, góc nhà hoặc ấy. Cái này có một đặc điểm là sống ở dưới gầm cho nên là nó rất ưa bóng mát. Đấy, thì tôi nói qua về cái dòng dương xỉ cổ này. Thì những cây này thì hiện tại thì tôi lấy ở trên vách núi thì nó đều rơi vào một khoảng thời gian cũng khá là dài, ít nhất là 5 đến 10 năm chứ không phải là nó lên được mới lên. Anh em để ý cái gốc của nó, cái củ của nó đây. Đó. Đấy. Thì tùy vào đấy, anh em tôi nói anh em là tùy vào cái vị trí của mình để mình có thể lấy những cái củ to củ nhỏ khác nhau. Ví dụ như trên mặt bàn hoặc là trên những cái chỗ phòng khách thì ta để những cái củ nó nhỏ thôi. Đó anh em nhé.
Đấy thì tôi giới thiệu thế. Cảm ơn anh em. Đây là cái vườn của tôi. Đấy. Còn kia là cây dương xỉ, anh em để ý đây là cây dương xỉ thân gỗ. Đang bắt đầu lên chồi rồi, cây này cao 5 mét. Thì cây này nó dùng cho hệ thống bể cá koi. Hiện tại bây giờ thì tôi cũng đã trồng ở các vị trí, cũng đang bắt đầu lên rồi. Thôi chào anh em nhé.